tôi gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm ư trịnh thư ý vẫn chưa hoàn hồn từ sau cú sốc của hai tiếng cậu út mà tần thời nguyệt mang đến lại bị câu hỏi này của thời yến làm ngớ người đứng được ra cô sững sờ chớp chớp đôi mắt mơ màng trong cơn tuyệt vọng tần thời nguyệt đứng bên cạnh che chán đỡ đầu không dám nhìn cậu út của mình trong lòng cô nhóc thầm nghĩ con báo tin cho cậu biết là để cậu tranh thủ chứ không bảo cậu đánh thẳng trực diện thế này gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm là trọng điểm hả, đồ đàn ông thẳng như cột đình này, dưới áp lực nặng nề, Tần Thời Nguyệt quyết định gánh vác trách nhiệm, đứng ra đánh vỡ tình huống lúng túng này, cô đưa ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách chỉ to bằng móng tay, nói: "Cậu ơi, con đang nói chuyện phiếm với chị thư ý mà, chị ấy chỉ gặp trục trặc một chút xíu siêu thôi, chứ không phải Trịnh thư ý, hóa ra là như thế, cái con bé Tần Thời Nguyệt này đúng là chuyện gì không làm được chứ nó lại là quán" quân thế giới về hạng mục đào hố cho cô đấy nhưng tần thời nguyệt không thể phá vỡ bầu không khí lúc này trái lại đang giải thích thì bị người ta cắt ngang thời yến không thèm đếm xỉa đến mong muốn hòa hoãn bầu không khí của cô nhóc cũng chẳng thèm nhìn cô nhóc lấy một cái ánh mắt cứ đóng đinh chê y người trịnh thư ý anh nói con đi về phòng đi lời này dĩ nhiên là nhắm đến tần thời nguyệt ngược lại càng khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng tuy tần thời nguyệt không biết tại sao chỉ vì một câu em gặp trục chặc gì trong chuyện tình cảm hả của thời Yến lại khiến cô nhóc cảm thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm bùa ra khắp nơi. Cô nhóc biết mình không thể ở lại đây được nữa. À, vậy con đi về trước đây. Nói xong, hai người kia cũng không nhìn cô. Họ vẫn còn đang chìm trong bầu không khí đầy căng thẳng kia. Dường như có một ngòi nổ vô hình giữa hai người bọn họ. Ai mà đưa tay ra trước thì sẽ khiến nó nổ ngay. Nhận rõ tình hình, tần thời Nguyệt chạy vụt đi nhưng trước khi vào thang máy cô nhóc không nhịn được quay đầu lại đúng lúc bắt gặp thời yến lạnh mặt sắt tay trịnh thư ý đi về phía hành lang dãy hành lang của khách sạn được xây lộ thiên dựa vào núi mà không dựng tường bên cạnh là dòng suối chảy róc rách vài ngọn đèn được điêu khắc bằng gỗ treo lơ lửng che y đỉnh đầu dưới khung cảnh tao nhã thế này thời yến lại không hề có chút kiên nhẫn nào mặc kệ cô đang dãy rùa lạnh lùng kéo cô đi đến cuối dãy hành lang trịnh thư ý cảm giác như cổ tay mình sắp gãy lìa ra luôn rồi mà chuyện này chỉ là thứ yếu chủ yếu là cô không biết lát nữa mình sẽ phải hứng chịu một trận cuồng phong bão táp nếu như chê y hành lang không có khách lui tới, cô còn nghĩ mặc kệ hình tượng mà cứ nằm vạ xuống không chịu đi là được, nhưng với sức mạnh của thời yến giờ phút này, vốn dĩ không để trịnh thư ý có suy nghĩ ăn vạ, thậm chí cô còn phải lảo đảo chạy chậm theo sau mới đuổi kịp bước chân của anh, cuối dãy hành lang là quán pắp của khách sạn, hoàng hôn vừa buông, ánh đèn trong pắp đã bắt đầu chập chờn bên trong chỉ có vài người khách gì tai thầm thì nói chuyện với nhau, bartender im lặng lo sau ly bên quầy ba thời yến nhanh chân bước vào tùy ý chọn một băng sofa kéo trịnh thư ý ngồi xuống trước mặt mình trịnh thư ý vừa mới thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức bả vai bị người ta nhấn xuống cô ngã ngồi xuống một góc sofa ngay sau đó thời yến lách vào đạp lên bàn một cái ngồi xuống trước mặt cô trịnh thư ý vô thức muốn đứng dậy anh duỗi chân ra ngăn lại trước mặt cô động tác này hoàn toàn không hề phù hợp với hình tượng dịu dàng ngày thường của anh tạo thành một vòng tròn chặn ngang đường trốn của cô Thời Yến cong khuỷu tay, dựa lưng lên ghế sofa, hất cằm nhìn Trịnh Thư Ý, "Nào, bây giờ em có thể nói cho tôi biết tôi làm gì khiến em cảm thấy khó khăn hả? Trịnh Thư Ý." Mãi một hồi lâu, Trịnh Thư Ý mới lấy chút lý trí còn sót lại phân tích rõ ràng tình huống hiện tại, "Tần Thời Nguyệt nói cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm." Thời Yến lại hiểu thành cô gặp khó khăn ở chỗ anh, "Thế, nếu như cô nói mình gặp khó khăn ở chỗ người khác, có lẽ cô sẽ được khiêng ra khỏi khỏi khách sạn này mất, trịnh thư ý siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lôi tần thời nguyệt ra ngoài đánh cho một trận, lâu đinh, một hồi sau, trịnh thư ý cất giọng lý nhí đầy sợ hãi, thật ra, thật ra cũng không có chuyện gì, anh nhớ lúc trước em hiểu lầm anh để ý tần thời nguyệt chứ. Em thấy buồn lắm, hôm nay lại biết anh và cô ấy cùng đến Thanh An, em thấy khó chịu thôi mà, trịnh thư ý nói nói một hồi, bắt đầu nhập vai, dáng vẻ như trực khóc, mặc kệ, chuyện 15 thì cứ để tới 15 rồi tính, trước mắt sống sót qua mùng một cái đã, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt thời Yến nhìn cô đang diễn, rõ ràng là anh không tin những lời cô nói, bây giờ em biết hai người là thân thích rồi, nếu anh nói từ sớm thì em đâu Có nghĩ nhiều như thế. Trịnh Thư Ý thu lại vẻ mặt vừa rồi, cười gượng, bây giờ thì tốt rồi, em không còn thấy có trục trặc gì nữa, vừa dứt lời, cô lo lắng chờ thời Yến đáp lại. Nhưng anh chỉ lặng lặng nhìn cô, ngọn đèn mờ mờ ảo ảo phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, khẽ lướt qua tầm mắt của hai người, tựa như dòng suối yên ả, à, nhận lấy ánh mắt chất đầy tâm sự của thời Yến, không phải anh không nhận ra vẻ kỳ lạ của Trịnh. Thư Ý, cho nên anh cũng không mấy tin tưởng vào cái miệng như xe lửa chạy này của cô, nhưng mà lắm lúc anh thật sự bó tay với Trịnh Thư Ý, biết rõ trong đầu cô đầy tính toán, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều chịu thua cô, dù sao thì cô có làm thế nào đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của anh. Một lát sau, anh im lặng thở dài một hơi, rút chân đang chặn cô lại, nghiêng người dựa sát lại gần cô, Trịnh Thư Ý căng thẳng đến độ nắm chặt tay áo, nhưng cũng may là thời yến chỉ đổi sang một tư thế thoải mái hơn cúi đầu nhìn trịnh thư ý nói nghe sao mà chân thành thời yến nở nụ cười không mấy chân thật em thích tôi thế à ngón tay trịnh thư ý khẽ run lên hỏi hay lắm hay đến mức có thể đưa cô đi chôn ngay lập tức em cô căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay nóng bừng lên giọng nói cũng mang theo chút hoảng hốt quả thật em là một người rất hẹp hòi đừng có trốn tránh câu trả lời thời yến chợt đưa tay chạm vào gáy cô không cho phép cô trốn tránh nói đi em thích tôi bao nhiêu tiếng nhạc trong giờ phút này dường như đã bay đi rất xa Xa. trong tay trịnh thư ý chỉ quanh quẩn mỗi câu hỏi này của thời yến thấy cô mãi không trả lời thời yến đổi sang cách hỏi khác anh nhích lại gần thì thầm cất giọng đầy mê hoặc mà chỉ có cô mới nghe thấy nếu so với bạn trai cũ của em thì em thích anh ta hơn hay thích tôi hơn trắc nghiệm gì thế này cô có thể không chọn không hiển nhiên cô không dám dựa theo mong muốn được sống trịnh thư ý nhà từng chữ một đương nhiên là anh rồi dường như thời yến khá hài lòng khi lấy được đáp án này anh nhếch môi nở nụ cười vô cùng dịu dàng ngón tay đang đặt chê y gáy cô chậm rãi rời xuống nhẹ nhàng gầy mái tóc của cô ừ anh khẽ đáp, gương mặt của cô phản chiếu trong đôi mắt của anh. "Tôi tin em lần này." Ánh mắt Trịnh Thư Ý lấp lánh, ngay lập tức anh lại nhích lại gần hơn. "Thế thì khi nào em chỉ thích mình tôi?" Trịnh Thư Ý, cô có cảm giác như sắp nghẹt thở tới nơi rồi. Sao toàn câu hỏi gì đâu không thế? Vì căng thẳng tột độ mà mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở hỗn loạn phả lên mặt Thời Yến. Thấy cô như thế, Thời Yến chậm chậm buông tay ra, ngồi thẳng người cho cô không gian để thở nhưng trịnh thư ý cũng không vì thể mà bình tĩnh trở lại trái lại câu nói này của thời yến khiến cô càng nhận rõ hơn anh là một người đàn ông có lòng chiếm hữu rất lớn nếu như mà để anh biết được trịnh thư ý ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ trăng sáng trời trong bóng cây loang lổ chợt sáng chợt tối cảnh đêm đẹp thế này chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa may thay điện thoại trịnh thư ý bỗng nhiên đổ chuông cô lật đật lấy điện thoại ra vội vàng nhận máy thời yến nghiêng người để lại không gian cho cô nghe điện thoại đầu bên kia điện thoại là ba của trịnh thư ý ý ý à tối nay con có về không nếu không về thì ba và mẹ không để cửa chờ con trịnh thư ý cất giọng đầy luống cuống về chứ con chắc chắn sẽ về không sao đâu con ở lại chơi với bạn thêm một chút đi dạ con sẽ về ngay ba đừng lo hả nói xong trịnh thư ý cúp điện thoại ngay đưa mắt nhìn thời yến ba em tới đón em em phải về đây thời yến nhìn cô đầy hứng thú ngoan thế à tối là phải về nhà hả trịnh thư ý cứng đờ gật gật đầu một lát sau thời yến mới rút chân lại cô đứng dậy ngay khi đi ngang qua anh lại bị anh bắt lấy cổ tay thế ngày mai em hãy tận chức chủ nhà nhé hả Trịnh Thư Ý sửng sốt, thời Yến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, chẳng lẽ em không biết tôi đến Thanh An là vì em sao? Sau khi Trịnh Thư Ý rời khỏi, thời Yến ngồi ở pub một lát, gọi một ly mojito, khách đến càng lúc càng nhiều, trong pub đã tắt máy phát nhạc, ngọn đèn chê y quầy ba sáng lên, một người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi ngựa cầm theo cây đàn guitar đi lên ngồi xuống bên cạnh giá đỡ micro, trong pub vốn dĩ có hơi ồn ào, nhưng khi giọng hát vừa vừa cất lên, mọi người đều bị anh ta thu hút, vội vàng quay đầu lại, lúc at me am crazy when I saw me feeling out, lúc at me am different, still you take it for something real, giọng nam vừa trầm vừa êm ái, mang theo sự từng chảy khiến lời bài hát đơn giản như chìm trong quyến luyến yêu thương, vài cặp đôi ngồi trong quán chăm chú nghe anh ta hát, dần dần dựa sát vào nhau, trong điệu nhạc nhẹ nhàng du dương này, trong đầu thời yến lại hiện lên gương mặt của trịnh thư ý lúc cô nũng nịu lúc cô chơi xỏ lá lúc cô căng thẳng lúc cô tức giận cô có quá nhiều cảm xúc nhưng dường như chưa bao giờ anh nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng của cô vì thế anh muốn đưa cô đến đây muốn nghe cô nhỏ giọng thì thầm bên tai anh bài hát loáng cái đã kết thúc trong phòng vang lên tiếng vỗ tay thời yến chợt đặt ly xuống đứng dậy đi về phía quầy ba lúc rời khỏi pắp thì trời đã tối nhưng thời yến không có dự định đến thanh an từ trước cũng chẳng có chuyện gì gấp thế là anh quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi vừa ra khỏi thang máy anh nhìn thấy tài xế của mình là phạm lỗi đang đứng chờ ở trước cửa phòng mình vẻ mặt do dự mấy lần tính nhấn chuông nhưng lại không dám có việc gì thế thời yến bất chợt lên tiếng khiến phạm lỗi giật nảy mình ông ta lấy lại tinh thần lo lắng nói thời tổng tôi đến đây là muốn thay mặt cháu gái mình xin lỗi anh chiều ngày hôm nay trong khi trịnh thư ý vượt qua sinh từ kiếp thì ông cũng chẳng rảnh rỗi hơn. Là bao trải qua sự kiện hồi chưa tần nhạc chi cãi nhau, ầm ĩ một trận với nhạc tinh châu, không thể nào ở lại nhà của anh ta nữa mà cô ta một mình ở thanh an không có ai nương tựa chỉ biết khóc lóc gọi điện cho cậu mình đúng lúc hôm nay thời yến không có lịch trình ra ngoài thế là phạm lỗi liền đón tần nhạc chi rồi đi tìm khách sạn cho cô ta chê y đường đi tần nhạc chi vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông ta nghe phạm lỗi chả muốn quan tâm chuyện rối ren giữa bọn họ nhưng ông ta biết lần này tần nhạc chi đã thực sự đắc tội với trịnh thư ý rồi mà ông ta làm tài xế cho thời yến bình thường ngồi ở ghế lái chỉ dám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhưng lại nhận thức rất rõ địa vị của trịnh thư ý trong lòng thời yến nếu thời yến ghim tần nhạc chi thì còn đỡ gia đình cô ta cũng xem như là giàu có dù có thất nghiệp ở nhà thì vẫn sống tốt nhưng phạm lỗi thì không giống thế ông ta không thể dựa dẫm vào nhà họ tần bản thân thì không có tài cán gì nếu bị thời yến giận chó đánh mèo làm mất công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao này thì ông ta quả thật không biết phải làm gì càng nghĩ càng thấy mình nên tìm anh để bày tỏ thái độ thời yến nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên nói chú nói đi phạm lỗi cố gắng tìm từ nói một cách đơn giản nhất cháu gái tôi không hiểu chuyện quả thực lúc trước đã làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô trịnh và bạn trai cũ của cô ấy tôi đã nói với nó nó cũng đã biết sai đã chia tay với tôi tên đàn ông kia rồi tôi sẽ bảo con bé đến xin lỗi cô trịnh sau đó thời yến đột ngột ngắt lời ông ta xin lỗi rồi để thư ý và bạn trai cũ nối lại tình xưa à hả phạm lỗi nhận ra mình lỡ lời vội vàng lắc đầu ý tôi không phải thế chắc chắn không thể nối lại tình xưa bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt cô trịnh đúng là đã dừng cương trước bờ vực từ trước đến nay trọng điểm của thời yến chưa bao giờ khớp với phạm lỗi anh gật đầu hỏi tiếp sao bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt thật ra phạm lỗi hiểu hết đàn ông cũng giống phụ nữ bạn trai cũ chính là cây gai mắc nghẹn ở cổ họng hiện tại hướng đi có lợi nhất cho ông ta chính là dìm nhạc tinh châu nếu thời yến cảm thấy thoải mái ông ta cũng sẽ dễ chịu hơn hắn ta rất ham hư vinh phạm lỗi nhíu mày là đàn ông nhưng lại không chịu cố gắng chỉ muốn tìm đường tắt đi lên tưởng anh là nói đến đây ông ta chợt dừng lại hình như ông ta nói hơi nhiều rồi thời yến rất khó chịu trước sự tạm dừng đột ngột thế này tưởng tôi là gì phạm lỗi quyết tâm muốn nói ra hết để chuyển hướng cuộc chiến là hiểu lầm thôi hắn ta tưởng anh là cậu của nhạc nhạc vì thế mới đá cô trịnh rồi quen với nhạc nhạc sau khi ông ta nói xong người đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì phạm lỗi như mọc gai ở sau lưng ông ta biết mình không thông minh thường xuyên lỡ mồm cho nên khi làm việc ông ta luôn cố gắng im lặng không nói chuyện lúc này thời yến không chịu nói gì lòng ông ta bỗng chốc lạnh toát xem ra cách thú tội này của mình sai cách rồi ông ta căng thẳng nhìn sắc mặt thời yến quả nhiên sắc mặt anh vô cùng khó coi bình thường cặp mắt kính kia tạo nên cảm giác lạnh lùng xa cách bây giờ chỉ còn lại vẻ u ám khiến người ta cảm thấy không rét mà run hóa ra là thế một lúc sau thời yến lẩm bẩm một câu như thế phạm lỗi thấp thỏm trong lòng không biết có nên nói tiếp hay không hắn ta tôi biết rồi thời yến híp mắt lại không nói gì thêm chú đi nghỉ ngơi đi phạm lỗi đi rồi thời yến đứng bên hành lang một lúc lâu đám lá cây bị ánh đèn hắt lên đổ bóng xuống vách tường mỗi khi gió vừa thổi qua bóng đen lại bắt đầu đong đưa thời yến biết rằng suy đoán hiện tại của mình rất là hoang đường tựa như bóng lá cây chê y vách tường vậy tuy lộn xộn nhưng đó là hình ảnh phản chiếu của vật thật chứ không phải tự dưng mà xuất hiện huống hồ suy đoán hoang đường như thế nhưng trái lại đều khớp với toàn bộ sự thật có chuyện hoang đường nào mà trịnh thư ý không làm được đâu cho nên cô là vì cô cháu gái kia mà tiếp cận anh hoàn toàn là chuyện mà cô có thể làm ra nghĩ đến đây thời yến bật cười tự diễu anh cứ tưởng cô vì tiền vì quyền nhưng hóa ra lại không phải từ đầu tới cuối cô chỉ muốn lợi dụng anh để đạt mục đích trả thù ngay lúc này từ phía sau có nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi ngang qua thời yến anh ơi phiền anh nhường đường một chút ạ à, thời yến nghiêng người ánh mắt lướt qua gương mặt của nhân viên cậu nhân viên giật mình vì ánh mắt của anh nghĩ rằng mình chỉ đưa đồ ăn mà sao lại trêu vào vị khách này rồi một giây sau thời yến hoàn hồn lấy thẻ phòng ra quẹt một tiếng tích cửa phòng mở ra tuy nhiên thời yến không đi vào anh chỉ cúi đầu im lặng nhìn xuống đất hồi lâu sau anh mới xoay người đi về phía một căn phòng khác tần thời nguyệt đang đắp mặt nạ chuẩn bị gọi đồ ăn khuya vừa nghe thấy tiếng chuông cửa Cửa, tưởng rằng bên phía khách sạn chủ động mang đồ ăn tới chân trần chạy ra mở cửa ai thế cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy thời yến đang đứng trước cửa cậu út thời yến bước lên một bước khiến tần thời nguyệt phải lùi về phía sau vài bước tần thời nguyệt đã làm cháu gái của thời yến bao nhiêu năm nay cho nên rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của anh tựa như lúc này ti thời yến không nói gì nhưng tần thời nguyệt vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm bốn phía sao thế này sao cậu lại đến đây chị thư ý đi rồi hả thời yến đưa tay đỡ cửa nhìn chăm chú tần thời nguyệt thật lâu đến khi cô nhóc bắt đầu thấp thỏm thời yến mới ừ một tiếng tần thời nguyệt lùi lại một bước à vậy cậu tìm con có chuyện gì thế không có gì Tuy giọng anh nhẹ nhàng nhưng tư thế lại toát ra cảm giác vô cùng một ngạt, anh cúi đầu, ỷ dáng người cao mà đàn áp tần thời nguyệt ép cô phải nói thật cậu không tìm được cách nhân lúc vắng vẻ mà lẻn vào, làm sao đây? hả Tần Thời Nguyệt kinh ngạc tới mức cái cầm sắp rơi xuống luôn rồi, cậu út của cô thế mà lại chấp nhận chuyện nhân lúc vắng vẻ mà lẻn vào, thậm chí còn nói với cô mấy câu khó chịu thế này, sao, sao có thể Tần Thời Nguyệt quyết định tăng chút tự tin cho anh cậu út xuất sắc như thế, cả thế giới này chẳng tìm ra được người nào tốt như cậu đâu. Cậu cố gắng thêm một chút nữa, không phải là chuyện dễ như chờ bàn tay ư, thật không? thời yến lườm tần thời nguyệt quan sát sắc mặt cô nhóc cô ấy có người trong lòng cậu có thể cố thế nào chứ hả tần thời nguyệt ngơ ra một lát sau mới phản ứng lại kịp cậu út nói chuyện này á à, hả cô nhíu mày suy nghĩ tự cảm thấy bản thân mình đúng là hết lòng hết dạ với cậu út mình hy vọng ổng sẽ nhớ kỹ ân tình này lúc trước đúng là chị ấy có theo đuổi người khác nhưng cậu út cứ yên tâm đó không phải là tình yêu đích thực chị ấy có lý do cả không phải chị ấy đã từ bỏ rồi sao cơ hội tốt của cậu đấy ừ thời yến hờ hững đáp lại đúng là thế rồi tần thời nguyệt gật đầu liên tục đúng vậy đúng vậy chỉ cần cậu chưa nói hết câu cửa phòng đột ngột bị đóng lại làm tần thời nguyệt sợ đến nỗi suýt nữa đã làm rơi mặt nạ cái gì thế Tần thời Nguyệt sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng lầm bầm, cậu đến tháng à, bên ngoài tiếng chuông điện thoại và tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc là quản lý của quán bắp dưới lầu gọi điện đến, alo xin hỏi có phải là anh thời không ạ? À? Tôi là quản lý quán bắp tôi gọi đến để xác nhận lại với anh, ngày mai anh muốn bao bắp từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng có đúng không ạ à, anh ơi? Anh có nghe không à, anh ơi, vài giây sau, trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng bình tĩnh của thời yến, không cần đâu. Tần Thời Nguyệt là người mà dù có đi đâu cũng sẽ không bạc đãi bản thân, dù bị Thời Yến sập cửa bỏ đi, thì chuyện đó vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức bữa khuya đặc biệt dành cho phòng suite do khách sạn cung cấp, cô uống chút rượu vang trắng, ăn vài con hầu sống, rồi lại đi làm spa, và dù có một mình xem phim ở trong phòng thì cô cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ, tuy nhiên báo ứng khi không biết tiết chế luôn ập đến bất ngờ. Khoảng 2-3 giờ sáng, Tần Thời Nguyệt xem phim xong định đi ngủ, nhưng bỗng thấy dạ dày cứ đau âm ỉ, thỉnh thoảng cô hay bị đau bụng nên lần này cũng mặc kệ, uống ly nước ấm rồi chui vào chăn, nhưng cô nhóc lăn qua lăn lại ở chê y giường gần 2 tiếng đồng hồ, ga giường đã dần thấm ướt mồ hôi, tần thời Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, moi điện thoại ở dưới gối lên xem giờ, 4 giờ 45 phút sáng, nhưng khoảng thời gian trước bình minh lại là lúc tối nhất, bên ngoài cửa sổ không có lấy một tia sáng tần thời nguyệt ép buộc bản thân phải nhắm mắt lại nhưng dạ dày cô lại càng thêm khó chịu cơn đau trong đêm tối lại càng phóng đại lên mấy phút sau tần thời nguyệt cố gắng chống người ngồi dậy nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định gọi điện cho thời yến không ngờ đối phương lại nghe máy nhanh thế cậu ơi cậu ngủ chưa thời yến không trả lời câu hỏi của cô có chuyện gì thế tần thời nguyệt bị vật đến kiệt sức không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác thoi thóp cất giọng giống như sắp tắt thở tới nơi con đau bụng giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có hơi sốt ruột mặc đồ đàng hoàng vào tần thời nguyệt nghe không rõ giả Sao, mặc đồ đàng hoàng vào, cậu đưa con đi bệnh viện, cúp điện thoại, tần thời nguyệt vừa thay đồ xong thì chuông cửa cũng vang lên, cô ôm bụng đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy thời yến quần áo chỉnh tề, hình như anh vẫn mặc bộ đồ hồi sáng, cậu, cậu không ngủ ư, thời yến vẫn không trả lời câu hỏi này của cô, anh quan sát sắc mặt tái nhợt của cô, nhíu mày hỏi, con tự đi được không, tần thời nguyệt cục mắt gật đầu, dạ được, thời yến nhìn cô, thở dài, xoay người ngồi xuống xuống con lên đi khách sạn về khuya yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ở bên ngoài tần thời nguyệt ghé lên lưng thời yến ở khoảng cách gần như thế này cô mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt chê y người anh cậu cậu uống rượu hà uống với ai thế thời yến mặc kệ cô chỉ thấy quần áo của mình bị cô nhóc níu chặt đã thế còn hít hà từng hơi đã đau đến toát cả mồ hôi lạnh nhưng tần thời nguyệt vẫn còn bận suy nghĩ cậu mình bình thường trông thì lạnh lùng nhưng thật ra không phải là loại người bạc tình Bạc nghĩa, không những thế, người ở cạnh anh sẽ biết, anh mà đã bao che khuyết điểm thì chẳng mang đến nguyên tắc, lâu đinh, đứng chê y một lập trường đạo đức cao hơn, đây tuyệt đối không phải là phẩm chất tốt, nhưng đối với phụ nữ thì đây lại là một phẩm chất không thể nào chống cự được, thế cho nên chẳng có người con gái nào có thể cự tuyệt cậu út của cô, không hề có cậu, hôm nay cậu hỏi câu đó là có ý gì, đến lúc này, tần thời nguyệt vẫn không quên lo chuyện chung thân đại sự của cậu mình không có gì ây con nói cậu nghe phụ nữ đều khẩu thị tâm phi cả giọng tần thời nguyệt càng lúc càng yếu đi như đang cắn răng nhịn đau để nói chuyện với anh người đàn ông như cậu chỉ cần chủ động một chút xíu thôi thì chẳng có người phụ nữ nào có thể ngăn nổi sức quyến rũ của cậu Mấy cái khác thì con ngốc chứ chuyện này thì con hiểu rõ lắm, cậu chỉ cần cố thêm một chút thì cả thiên hạ đều nằm trong tay cậu, im miệng, giả, đến bệnh viện, bác sĩ trong ca trực kiểm tra cho tần thời nguyệt, không có vấn đề gì nghiêm trọng, đang trong Tết, nào là tiệc to nào là tiệc nhỏ, liên tục nối đuôi nhau, uống rượu nhiều hơn ngày thường, cộng thêm việc hôm nay cô đã ăn hầu sống, cho nên viêm dạ dày cấp tính cũng không có gì bất ngờ, nhưng sau khi được bác sĩ khám và biết chỉ là bệnh vặt tần thời nguyệt bỗng dưng thấy thoải mái hơn nhiều, lúc lên xe còn lướt quay bua một vòng, loay hoay một hồi trong bệnh viện, lúc rời khỏi bệnh viện thì trời cũng đã dần hưởng sáng, lộc xuân mơn mờn đâm chồi này lộc trong sương mai, nhân viên dọn rác cầm chồi trong tay bắt đầu quét dọn đường phố, hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp, tần thời nguyệt ngáp một cái, định sau khi quay về khách sạn sẽ ngủ bù, sau đó đến công viên trung tâm biểu tượng kiến trúc của Thanh An tham quan một một chút nghĩ đến đây cô nhóc muốn hỏi xem thời yến có sắp xếp gì không vừa quay đầu lại tần thời nguyệt thấy anh đang dựa lưng vào ghế hai mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ th yota đi nhưng tần thời nguyệt biết anh không ngủ và lại tâm trạng cũng không được tốt cho lắm đêm hôm bị giày vò chạy đến bệnh viện thì dù là ai cũng sẽ không vui vẻ vì thế tần thời nguyệt rất biết thân biết phận ngậm miệng lại một lát sau lúc tần thời nguyệt cũng dần thấy buồn ngủ người bên cạnh bỗng dưng mở miệng, quay về dọn dẹp hành lý đi, chúng ta về nhà, giả. Tần thời nguyệt tỉnh ngủ ngay lập tức, hôm qua mới tới mà cậu, sao lại về nhà rồi, thời yến từ từ mở mắt ra, tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi, cất giọng trầm trầm, con bệnh rồi, thật ra thì con. Tần thời nguyệt sờ sờ bụng mình, vẫn ổn mà, viêm dạ dày là bệnh cũ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút thì có thể phục hồi sinh lực, nhưng ngữ khí của thời Yến không cho phép cô nói chen vào, vừa nghĩ đến chuyện về nhà chưa làm được gì lại phải đi làm, tần thời Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, tiêu nghỉu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai, thời gian nghỉ lễ trôi qua nhanh thật, về nhà là phải đi làm rồi, thời Yến, con có thể không đi, nghe thấy câu nói lạnh lùng không chút nhiệt độ của thời Yến, tần thời Nguyệt vội vàng chối ngay, không 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 phải con không muốn đi con thích đi làm công việc giúp con học hỏi được nhiều thứ giúp con trưởng thành hơn thời yến đeo kính lên tiếng cười khe khẽ của anh làm tần thời nguyệt giật này cả mình không muốn thì đừng đi ở nhà dưỡng bệnh anh nói như thế tần thời nguyệt nghe xong cảm thấy mình có bị ung thư dạ dày cũng đáng dạ cậu nói đúng đấy dạo này sức khỏe của con không được tốt phải nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm vương mỹ như vội vàng đến siêu thị để chọn thức ăn tươi ngon nhất khi về đến nhà Bà vẫn chưa đến 9 giờ, bà quen tay đi đến gõ cửa phòng trịnh thư ý, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, bèn đẩy cửa bước thẳng vào, mặt trời chiếu tới y gờ rồi mà con còn chưa chịu dậy nữa, vừa dứt lời, bà nhìn thấy trịnh thư ý ôm chân ngồi chê y bậu cửa sổ, vương Mỹ như cất giọng trêu chọc, ô, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, trịnh thư ý đầu tóc rối bù, quay đầu nhìn bà một cái, thấp giọng đáp lại một tiếng, vâng, sao thế? vương mỹ như quan sát cô một vòng không vui à đâu có trịnh thư ý phất tay với bà mẹ ra ngoài trước đi con phải thay đồ vương mỹ như bĩu môi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay sang lầu bầu với trịnh túc tết nhất mà sao ông không chịu quan tâm con gái mình thế nó dậy sớm vậy để làm gì cứ như chúng ta ấy trịnh túc đang rửa rau than thở con nhỏ dậy trễ bà cũng mắng nó dậy sớm bà cũng không vừa lòng Tôi thấy bà đang kiếm chuyện thì có, ngày mốt nó về Giang Thành làm việc, bà có nhớ nó cũng không được nữa đâu, hai vợ chồng cãi nhau, trịnh thư ý bước ra khỏi phòng, mặc dù hôm nay mặt trời lộ diện, nhưng trời cũng không ấm lên được miếng nào, đặc biệt là mới sáng sớm, cây cối ven đường vẫn còn đọng sương mai, hiếm khi trịnh thư ý buộc tóc đuôi ngựa như hôm nay, cô quấn khăn quàng cổ, không trang điểm mà chỉ kẻ chân mày, cô cầm túi sách lên, đi thẳng ra cửa, ba mẹ hôm nay con có việc nên tối nay ba mẹ đừng chờ cơm con vừa dứt lời tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc vương mỹ như và trịnh túc sững sờ trong phòng bếp hai người nhìn nhau xem ra tâm trạng nó không tốt thật con do tôi sinh sao tôi không biết hả trịnh thư ý bắt xe đi đến cửa thủy cung tối qua khi thời yến bảo cô tận tình làm chủ nhà đãi khách nơi cô nghĩ đến đầu tiên chính là công viên trung tâm nhưng nghĩ lại giữa trời đông giá rét đi công viên làm gì thế nên cô đề xuất đến thủy cung không ngờ địa điểm thiếu nhi thế này mà thời yến cũng đồng ý thủy cung mở cửa vào lúc 10 giờ tối qua Trịnh Thư Ý đã hẹn với thời yến 10 giờ nhưng cô đến trước giờ hẹn nửa tiếng bởi vì suốt cả đêm qua Trịnh Thư Ý ngủ không ngon giấc lắm dù tối qua lăn lộn khó ngủ, trịnh thư ý vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để đối mặt với thời yến, cô không biết tần thời nguyệt có nói chuyện của mình cho anh nghe không, nếu con bé ấy nói rồi, thế thì tại sao đến giờ này vẫn không thấy có động tĩnh gì, nếu như chưa nói, không đâu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh biết chuyện, dù gì bọn họ cũng là người một nhà, máu mù tình thâm, tình bạn mới chớm của trịnh thư ý và tần thời nguyệt vốn dĩ không thể nào gói được ngọn lửa kia, mây dần dần tản ra, ánh nắng vàng ươm khẽ chiếu xuống mảnh sân rộng trước lối ra vào của thủy cung, trông rõ là một ngày xuân ấm áp, nhưng thật ra gió lại rét lạnh như những vết dao cứa lên mặt đau điếng, thời gian thấm thoát đã gần đến 10 giờ, lối ra vào có không ít người, có người đang xếp hàng mua vé, có người đang tạt vào ven đường mua đồ chơi, nhưng cô không thấy bóng dáng thời yến đâu cả, trịnh thư ý nhón chân lên tìm kiếm ở cửa ra vào, những ngọn cờ nhỏ ở phía xa xa phấp phới trong gió không ngừng không nghỉ, càng gần đến 10 giờ, trong lòng trịnh thư ý càng thêm hốt hoảng, có đôi khi, dự cảm ập đến một cách khó hiểu, nhưng nó lại nhanh chóng mọc dễ nảy mầm trong lòng mình, ví dụ như lúc này đây, cô lờ mờ có linh cảm rằng thời yến sẽ không đến, ý nghĩ này vừa lóe lên, trái tim trịnh thư ý khẽ siết lại, treo lơ lửng trong lồng ngực, chắn ngang đường thở, ngón tay cô vô thức vuốt ve tay áo, không tìm được chỗ nào để bám vào, đủ loại cảm xúc tựa như dây leo chậm chậm bùa vây khắp cơ thể của cô, cồn cào khiến cô cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, trịnh thư ý xoay người đi đến quầy bán quà vặt mua hai chai nước suối, đi qua đi lại, rồi lại tiếp tục đứng chờ. Mỗi một giây mỗi một phút đồng hồ lúc này như bị kéo chậm lại mười lần, từng giây trôi qua như đang giày vò trịnh thư ý. Ngay khoảnh khắc khi đồng hồ ở trung tâm chỉ đúng mười giờ, trịnh thư ý chợt cảm thấy lạc lõng, như chìm vào mặt nước, tuy không một gợn sóng nhưng cô không có một chút sức lực chỉ có thể để mặc bản thân càng lúc càng chìm sâu xuống chê y quảng trường bắt đầu phát một đoạn nhạc vui vẻ đám nhóc con sôi nổi chạy ùa từ cổng vào mang theo từng trận tiếng cười đùa vui vẻ trịnh thư ý ngơ ngác nhìn chăm chăm lên đồng hồ một lát, ngơ ngác nhìn lên mặt tường, một bà lão bán hoa đi ngang qua, bất cần đụng phải cô, trịnh thư ý chợt hoàn hồn, nhưng cô lại không biết phải làm gì, lùi trái lùi phải, cuối cùng lại quay lại chỗ cũ, 20 phút trôi qua, kéo dài rằng giặc tựa như 20 năm, có vài lần, trịnh thư ý muốn lấy điện thoại ra hỏi xem sao thời yến vẫn chưa tới, trột giả cũng được, áy náy cũng không sao, từ đầu đến cuối cô vẫn không dám tiến thêm một bước này vì cô biết rất rõ thời yến sẽ không bao giờ vô duyên vô cơ đến trễ anh không đến ắt hẳn là có nguyên nhân chỉ là trịnh thư ý không muốn thừa nhận cũng không muốn tự tay chọc thủng sự thật này một lát sau cô quấn chặt khăn quàng cổ tay ôm hai chai nước suối đứng chê y bậc thang bên cạnh phòng bán vé chỗ đó tầm nhìn tốt có thể quan sát toàn cảnh ở một góc mà cô không nhìn thấy có một chiếc xe đã dừng ở đấy rất lâu thời yến đến còn sớm hơn cả Trịnh Thư Ý, vốn dĩ 7-8 giờ sáng anh và Tần Thời Nguyệt đã xuất phát về nhà. Nhưng khi xe chuẩn bị chạy đến xa lộ, Thời Yến bỗng nhiên bảo tài xế quay xe lại, anh cũng không biết tại sao mình lại đến chỗ này, rõ ràng là anh có thể chạy thẳng về nhà, nhưng khi đã đến đây rồi, anh lại không tìm được lý do để xuống xe, lúc chạy đến, ở đây vẫn chưa có ai, quảng trường trống trải thỉnh thoảng chỉ có vài tờ bướm bị gió thổi bay, tần Thời Nguyệt hạ ghế phụ xuống, chùm áo khoác ngủ thật say, Thời Yến im lặng ngồi trong xe, đến khi ánh mặt trời dần dần ló ra, anh nhìn thấy trịnh thư ý đi đến, cách vài chục mét, chùm tóc đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh mặt trời, cô mặc quần jean, mang giày thể thao màu trắng, đeo ba lô chê y vai, trông cô như một cô sinh viên, nhưng thời yến chỉ cần liếc qua đã nhận ra cô, anh nhìn cô đi lấy vé trước, nhìn cô yên lặng đứng bên hàng cây xanh. Cô cúi đầu, hai chân thỉnh thoảng lại đá đá hòn đá nhỏ anh cũng nhìn thấy cô liên tục lấy điện thoại ra xem nhưng cuối cùng lại bỏ vào túi, thời yến khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn cô từ phía xa, 11 giờ đúng, tiết mục đầu tiên ở thủy cung đã bắt đầu, tiếng hoan hô và âm nhạc hòa vào nhau như muốn lật tung nóc nhà, và chê y quảng trường lúc này đã không còn một bóng người, bên trong càng náo nhiệt bao nhiêu thì càng làm tôn lên vẻ quạnh quẽ ở bên ngoài bấy nhiêu, trong lòng Trịnh Thư ý giờ đây đã có đáp án, cô cũng chẳng thể lừa mình dối người khi thời Yến đã trễ hẹn một tiếng, cô ôm chặt hai chai nước chưa uống một hớp nào ở trước ngực, chậm chậm đi về phía lối ra, nhưng khi bước ra khỏi cổng, cô không kiềm được mà quay lại nhìn đồng hồ treo ở quảng trường, biết đâu được chút tâm lý ăn may còn mỏng manh hơn cả tờ giấy kia đã ngăn cản bước chân của trịnh thư ý cô đi đến một bên cửa bấm gọi cho thời yến sau khi vang lên vài tiếng điện thoại được kết nối nhưng người ở đầu dây bên kia không nói gì thậm chí cũng không nghe thấy tiếng hô hấp của anh trịnh thư ý cũng im lặng theo cú điện thoại này yên tĩnh đến nỗi trịnh thư ý cứ ngỡ đầu dây bên kia cũng không có người một lát sau cô mới cất giọng dè dặt hỏi anh không đến ư cuộc gọi dường như bị nghẽn lại ngay lập tức cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, tôi đến để diễn cùng em ư, chai nước suối trong lồng ngực bỗng rơi xuống, nhanh chóng lăn ra ven đường, trịnh thư ý đứng nghịch ra tại cửa ra vào, cả người lạnh toát, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, cổ họng cô như bị ngâm trong axit muốn nói chuyện nhưng lại bị cảm giác nghẹn chát ngăn lại, vài giây sau, cô vẫn chưa kịp nói câu, xin lỗi, thì điện thoại đã vang lên tiếng báo bận mùng năm Tết hay còn được gọi là Tết khai trương, đón thần tài, tiễn quỷ nghèo, nhà nhà đều nấu sủi cảo để cầu may mắn, nhà trịnh thư ý cũng không ngoại lệ, sập tối, vương Mỹ như làm nhân sủi cảo trong phòng bếp, cửa sổ phòng bếp khá gần với cửa sổ phòng trịnh thư ý, bà đã dùng hết sức làm cho trịnh thư ý nghe thấy sự bất mãn của bà cộp. Cộp cộp, vương Mỹ như cầm cán dao gõ cộc cộc lên tấm thớt như để hả giận, đã hai mấy tuổi đầu mà chỉ biết ngủ ngủ ngủ, có khác gì heo đâu chứ, năm mới tới nơi rồi, về nhà là ngủ, tôi thấy là nó muốn sống ở chê y giường luôn rồi, cũng chẳng biết gia phụ giúp mẹ, lười biếng thế chẳng biết một mình nó ở Giang Thành làm sao mà sống sót được nữa, trịnh túc cán vỏ sủi cảo, cười tít mắt, con cháu có phúc của con cháu, bà quan tâm nhiều làm gì, không phải mình miếng thịt cắt ra từ Chê Y người ông nên ông không quan tâm là phải rồi. Vương Mỹ như hừ một tiếng, ông xem con gái ông đi, sau này tốt nhất hưởng được phúc có người hầu hạ, nếu không thì sớm muộn gì thì nó cũng khiến bản thân chết đói thôi, lầu bầu mấy câu, bà đặt con dao Chê Y tay xuống, nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng Trịnh thư ý ra, ra ăn cơm còn đợi tôi mời cô à trịnh thư ý ló đầu ra khỏi chăn buồn bã đáp lại một tiếng kể từ khi từ thủy cung trở về cô gạt ba mẹ nói mình đã ăn trưa rồi sau đó đóng cửa nhốt mình trong phòng ngủ mê mệt về phần tại sao lại ngủ câu nói của thời yến trước khi cúp điện thoại giống hệt như một lưỡi dao trực tiếp đâm rách toạt chút may mắn cuối cùng của cô trong khoảnh khắc mà mọi dây cung trong đầu đứt đoạn cảm giác sụp đổ ấy chỉ là tạm thời mà thôi mà cảm xúc để lại trong cô cứ im ỉm mà lan tràn khắp nơi, trịnh thư ý không biết mình bị gì, cô có thể cảm nhận được bản thân hiện giờ vô cùng khó chịu, xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần, và cảm giác tự trách khi mình làm lỗi, đều có cả, nhưng cô lại chưa từng bùng nổ mọi cảm xúc, không giống với dáng vẻ lửa giận bừng bừng khi phát hiện nhạc tinh châu phản bội mình, thậm chí cô còn không khóc được, bây giờ cô chỉ cảm thấy mình không thở nổi, lại giống như người bệnh cảm cúm, hô hấp khó khăn. Ăn, có thứ gì đó chua xót ngập tràn trong lồng ngực, không cách nào tập trung tinh thần. Mỗi khi làm gì cũng sẽ thất thần. Phương pháp hay nhất để trốn tránh cái cảm xúc này chính là đi ngủ. Cô chùm chăn lại, quấn người kín mít, ngủ rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa nhưng ngủ lại là một sự tuần hoàn ác tính, mỗi lần tỉnh giấc cô chỉ cảm thấy cả người rượu dã tâm trạng nặng nề ở trong lòng cũng không vì thế mà chuyển biến tốt, thế là cô chỉ đành tiếp tục ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ say, nhưng... Bữa tối hôm nay không thể trốn, trịnh thư ý ăn tùy tiện vài cái sủi cảo rồi quay về phòng, lâu đinh, mẹ đi đánh mặt trước đây trước khi đi vương mỹ như đẩy cửa phòng của trịnh thư ý nhìn vào quả nhiên lại nhìn thấy cô đang ngủ mày ngủ cả ngày thế này bộ tính làm vua ngủ hả tối qua con coi phim suốt đêm giọng nói trịnh thư ý vang lên từ trong chăn mẹ cứ kệ con đi để con ngủ bù mẹ lười phải quản mày Vương Mỹ như chỉnh lại tay áo, vờ như lơ đãng. ngày mai mẹ hẹn vợ của hiệu trưởng trường mẹ đánh mặt trược tối sẽ đến nhà ông ấy ăn cơm. Con có muốn đi cùng không, về nhà mấy ngày rồi mà không gặp dụ du đấy, trịnh thư ý, con không đi đâu, vương Mỹ như lầm bầm vài câu rồi mới ra ngoài, mới đầu bà cũng không để ý đến trạng thái này của trịnh thư ý, nghĩ rằng thanh niên là thế, thích nằm chê y giường bấm điện thoại suốt ngày, nhưng đến mùng 6, trịnh thư ý vẫn ngủ cả ngày, bà bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, sáng mùng 7, trịnh thư ý không ra ăn sáng, vương Mỹ như vào phòng cô. Hỏi, con không xếp đồ vào vali à? Vé tàu để 3 giờ chiều đấy, đồ đạc không nhiều, bây giờ con gom đây." Trịnh Thư Ý mở mắt ra, ngồi giật mặc áo khoác chưa kịp bước xuống, Vương Mỹ Như đã ngồi xuống bên giường cô, "Ý ý à, dạo này có phải con có chuyện gì đúng không?" Vương Mỹ Như tựa vào đầu giường, đưa tay vuốt tóc Trịnh Thư Ý, cất giọng đầy dịu dàng, "Công việc gặp trục trặc hả?" hay là chuyện khác, ngủ hai ngày nay, trịnh thư ý cứ thấy cả đầu nặng nặng, phản ứng cũng chậm chạp hẳn, đến khi mùi hương quen thuộc chê y người vương Mỹ như vây lấy cô, trịnh thư ý mới dần tỉnh táo lại, nhưng cảm xúc chất chứa trong lòng quá lâu, như lắng động lại thành những viên đá nặng nề trong lòng, nhưng lại khó mà mở miệng chút ra hết, trịnh thư ý lặng lặng dựa vào ngực vương Mỹ như, sống mũi cay cay, cổ họng đắng chát, cô im lặng không nói gì, có vài thứ không thích hợp tâm sự với ba mẹ bên tai chỉ có những lời thì thầm dịu dàng của vương mỹ như nếu công việc có chuyện không hài lòng thì vẫn sẽ có cách giải quyết nếu không được nữa thì để ba dạy con đời này có chuyện gì mà ông ấy chưa từng thấy chứ nếu thực sự không chịu nổi nữa thì về nhà không cần phải ở thành phố lớn nữa thanh an có núi có sông ba mẹ mua nhà mới mua xe mới cho con để con sống thoải mái nếu như gặp vấn đề về tình cảm cố chịu đựng rồi sẽ qua con còn trẻ còn sẽ gặp rất nhiều người không có gì mà không phải cậu ta thì không được chờ đến khi con trưởng thành hơn lấy chồng sinh con rồi lại nhớ lại những chuyện mà mình từng nghĩ rằng nó sẽ khắc cốt ghi tâm thực ra qua một thời gian cũng sẽ bị lãng quên mà thôi còn nhanh phai hơn cả xăm chân mày một lúc sau trịnh thư ý mới nghẹn ngào cất giọng mẹ ơi con đã làm sai một chuyện sai thì thôi khi còn trẻ ai mà không phạm phải sai lầm chứ sau này đừng tái phạm là được, không còn sau này nữa rồi, sao mà không có thời gian chính là niềm hy vọng, mọi thứ đều còn có hy vọng. Trịnh Thư Ý không nói thêm gì, mẹ cô không hiểu, thậm chí chính bản thân cô cũng không hiểu, vì sao trong lòng cô lại có cảm giác trống vắng mà không có cách nào lấp đầy nó được. Một lát sau, con thấy khá hơn chút nào chưa? Vương Mỹ như vỗ vỗ lưng cô. Nếu đã thấy khá hơn rồi thì dậy đi chia sẻ cuộc bình chọn giáo viên được yêu thích nhất của Trung học Thanh An lên mạng kêu gọi bạn bè con bỏ phiếu cho mẹ đi. Lúc thời Yến nhìn thấy bài chia sẻ này, anh đang ngồi trong văn phòng của Quan Tế. Quan Tế nhíu chặt hàng chân mày, nhìn chầm bảng giám sát dữ liệu thực tế của công ty che y màn hình là một mảnh xanh ngắt. Quan Tế nhìn mà tim lên cơn từng hồi. Thị trường chứng khoán đúng là vô tình đúng là vô tình, còn vô tình hơn cả phụ nữ, thời Yến nghe thấy thế thì đặt điện thoại lên che y bàn, chống tay lên tay vịn ghế, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng là vô tình, lại còn vô lương tâm, tối đến, Trịnh thư ý quay về Giang Thành, sắp xếp lại hành lý, sau đó quét dọn lau sạch sẽ mọi thứ trong nhà từ che y xuống dưới, rồi lại gom hết trang phục mùa xuân ra giặt, cuối cùng không còn chuyện gì làm nữa, cô còn định tháo hết rèm ra giặt luôn, nhưng không Nam bỗng nhiên gọi điện cho cô, nhờ cô giúp cô ấy kiểm tra lại bản thảo, nhờ đó mới cứu được mấy tấm rèm cửa thoát khỏi nạn tàn phá. Kiểm tra bản thảo xong đã là 2 giờ sáng. Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, Trịnh Thư Ý vừa ngả đầu lên gối liền ngủ yêu ta đi. Sáng sớm, cô đeo thẻ nhân viên lên cổ, bước vào văn phòng. Công việc là chuyện quan trọng nhất, mọi tâm trạng cảm xúc gì gì đó đều phải đẩy lùi về phía sau. Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ tết đa số mọi người đều không thấy căng thẳng gì chuyện đầu tiên khi đến công ty chính là trao đổi đặc sản quê nhà do chính mình mang lên tổ sát vách có một cô gái ôm một đống đồ ăn lúc đi ngang qua trịnh thư ý thì hỏi thư ý thanh an mấy cô có đặc sản gì Cô mang gì lên thế, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất hai ngày, trịnh thư ý làm gì nhớ đến chuyện phải mang đặc sản ở quê lên, cô ngẩng đầu lên, cười nói, đặc sản của Thanh An bọn tôi là người đẹp, cô muốn tôi à, chật đúng là không biết xấu hổ mà. Cô gái kia vứt một túi trà xuống rồi bỏ đi, trịnh thư ý thôi không cười nữa, ánh mắt đờ đẫn một lát rồi lại cúi đầu chỉnh sửa tài liệu công việc bận bịu giống như thủy triều ập tới bao vây lấy trịnh thư ý khiến cô hòa vào tiết tấu của mọi người không còn thời gian bộc lộ cảm xúc cá nhân nữa mười giờ sáng tần thời nguyệt đến văn phòng trịnh thư ý vừa nhìn thấy cô nhóc liền hít sâu một hơi ánh mắt cứ dán chặt lên người cô nhóc đến khi tần thời nguyệt đi đến trước mặt cô chẳng hiểu sao trịnh thư ý lại cảm thấy bối rối cô đứng bật dậy nhưng đang lúc tìm từ chưa kịp nói gì thì tần thời nguyệt bỗng nói chị thư ý em xin từ chức vẻ mặt trịnh thư ý đờ ra cái gì tần thời nguyệt lặp lại lần nữa em đến xin nghỉ việc nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ kèm theo tổn thương của cô tần thời nguyệt ngại ngùng gật đầu dạo này em không khỏe lắm về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức trịnh thư ý nghe thấy thế liền biết cô nhóc đang lấy cớ cô ngớ người ra một lát rồi gật đầu vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé vâng em đến nói với tổng biên một tiếng tần thời nguyệt vừa đi thì lại bị trịnh thư ý gọi lại cô nhóc quay đầu hỏi cô sao thế chị trịnh thư ý trần trừ một lát không biết phải mở miệng thế nào đợi cả một hồi lâu ánh mắt tần thời nguyệt dần dần tần hiện lên vẻ khó hiểu trịnh thư ý mới lên tiếng cậu em anh ấy cũng đồng ý để em nghỉ việc hả nhớ đến thời yến tần thời nguyệt thấy dạo này anh cũng là lạ dường như bơ hẳn cô nhóc nhưng vẫn nói tốt anh trước mặt trịnh thư ý dĩ nhiên là đồng ý rồi chị cậu út em biết săn sóc lắm biết em không khỏe nên chủ động bảo em nghỉ việc về nhà dưỡng bệnh trịnh thư ý gật đầu đưa tay ôm lấy cô cất giọng khàn khàn hẹn gặp lại em tiểu nguyệt dưỡng bệnh cho tốt phải thật khỏe đấy, nhất định sẽ gặp lại rồi, em đâu có bệnh gì nặng, hồi phục nhanh thôi mà, tần thời nguyệt thầm nghĩ, chờ em đi chơi một vòng rồi về, nhất định sẽ hẹn chị đi uống trà chiều, thời gian chậm chậm trôi đi, ba bốn ngày đã trôi qua, mọi người đều đã bước ra khỏi dư vị của kỳ nghỉ, lao vào công việc bận rộn, tổ tài chính thiếu mất một tần thời nguyệt cũng không khác gì ngày thường, bàn của cô nhóc trong lúc vô tình đã chất đầy đồ đạc, ngày nào trịnh thư ý cũng có phòng phỏng vấn thường thường là sáng vội vàng đi chiều vội vàng về công ty viết bàn thảo đến tận khuya mới rời khỏi văn phòng không ai nhận ra sự thay đổi của cô bọn họ chỉ nghĩ năm mới nên lượng công việc của cô nhiều hơn hồi trước mà thôi có lẽ là do phó chủ biên mới từ chức cô muốn giành lấy vị trí đó sáng thứ sáu đương lúc bận rộn thì trịnh thư ý nhận được điện thoại của trợ lý khâu phúc vốn dĩ đã hẹn phỏng vấn vào tuần sau nhưng do công việc của khâu phúc thay đổi đổi nên Trợ lý gọi điện hỏi cô có thể phỏng vấn trước thời hạn là hôm nay hay không, sau bữa cơm trưa, trịnh thư ý vội vàng chạy đến Minh Dự Vân Sang, từ tầng 8 đến tầng 12 của Minh Dự Vân Sang đều là văn phòng của quản lý cấp cao, không gian được sử dụng khá thấp, một tầng lầu thông thường chỉ thiết kế hai văn phòng chính, còn lại đều là phòng họp, cho nên ngoại trừ yên tĩnh hơn khu làm việc tập thể ra thì bên này cũng chưa từng đón nhận bầu không khí bận rộn, ngay lúc này, trịnh thư ý đang đứng ở khu tiếp khách chê y tầng 8, nhưng lại cảm giác bầu không khí vô cùng nặng nề, thậm chí cô còn cảm thấy mỗi một nhân viên ở đây đều nín thở tập trung, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc trước khi đến đây, tình cơ gặp nhân viên quen mặt sẽ cười chào hỏi với cô, nhưng hôm nay mọi người đều tập trung làm việc của mình, không chút phân tâm. Cảm giác của Trịnh Thư Ý không hề sai, không chỉ hôm nay mà kể từ ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết đến nay, nhân viên ở khu làm việc cấp cao này đều phát hiện ra thời Yến dạo này rất nóng tính, thường xuyên mắng người ngay tại buổi họp, ngay cả khi đối mặt với một vài quản lý cấp cao lớn tuổi hơn anh, anh cũng không nể nang khiến người ta đỏ mặt tía tai, làm nhân viên quèn thì lại càng không dám hó hé gì, chỉ cần phải tiếp xúc với thời Yến thì họ lại càng cẩn thận hơn, chỉ sợ xảy ra sơ sót, cái người bình thường bình tĩnh nhất là thư ký CFO Tần Nhạc Chi lại như có phản ứng lớn nhất, hễ mà nhìn nhìn thấy thời yến là cô ta lại hốt hoảng, mất tập trung, có một lần đi họp cùng khâu phúc đã mở sai powerpoint, lúc ấy thời yến chẳng nói gì, chỉ tháo mắt kính đặt lên bàn, khoanh tay nhìn khâu phúc chầm chằm lòng khâu phúc trùng xuống, để tần nhạc chi rời khỏi phòng làm việc mà đến nay cô ta vẫn chưa đi làm lại, con người thường dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, trịnh thư ý đứng ở đó cũng dần dần căng thẳng hơn, nhưng nguyên nhân khiến cô căng thẳng không giống với những nhân viên ở đây từ lúc chuẩn bị đến đây thì trong lòng cô đã mang theo một chút mong chờ có lẽ hôm nay cô có thể gặp được thời yến tuy không biết vì sao vào lúc này cô lại muốn gặp anh cũng không biết khi gặp anh rồi cô sẽ nói gì sẽ làm gì nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thấy cồn cào đứng ngồi không yên đợi gần một tiếng màn hình led ở phòng họp đối diện cuối cùng cũng tắt ngay sau đó cánh cửa tự động mở ra một nhóm người mặc âu phục lục tục bước ra, người dẫn đầu hiển nhiên chính là Thời Yến, bên cạnh anh theo thứ tự là Trần Thịnh và Khâu Phúc, Khâu Phúc cầm máy tính bảng trong tay, Thời Yến nghiêng đầu lắng nghe ông ta nói, Trịnh Thư Ý vừa nhìn thấy anh liền đứng bật dậy, hai tay nắm chặt dây đeo ba lô nhưng cứ ngập ngừng không dám bước lên đến khi khâu phúc nhác thấy trịnh thư ý bước chân ông ta khựng lại sau đó nói nhỏ bên tai thời yến cô trịnh đến rồi thế là trịnh thư ý nhìn thấy thời yến ngẩng đầu lên ánh mắt hờ hững lướt qua mặt cô sau đó anh thu hồi tầm mắt tiếp tục bước đi anh lướt qua người cô tựa như anh không nhìn thấy cô, vẻ mặt không chút thay đổi, mọi rung động trong lòng cô bỗng dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, cô thẫn thờ nhìn về phía trước, mặc cho những bước chân phía sau càng lúc càng xa, một giây, hai giây, ba giây, không biết đã qua bao lâu, trịnh thư ý máy móc xoay người lại, thang máy ở cuối hành lang chậm chạp leo đến tầng 12, đứng tại chỗ một hồi lâu, hai mắt trịnh thư ý bỗng thấy cay cay, cô cúi đầu đi vào góc khuất, lấy điện thoại ra bấm vào khung chat của thời Yến, cô đã suy nghĩ nội dung sẵn ở trong đầu, bình thường văn tuôn ảo ạt như nước chảy mây trôi mà giờ đây không cô gõ được một đoạn hoàn chỉnh, trịnh thư ý phát hiện ra rằng, mình không có gì để giải thích, cũng không có chỗ để bào chữa, sau khi xóa hết nội dung văn bản đang soạn trong khung chat, cô chỉ gõ lại ba chữ, xin lỗi anh, giống như ngoại trừ câu này ra, cô chẳng còn gì để nói, nhưng vào giây phút bấm nút gửi tin nhắn đi, chút mong đợi còn sót lại trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ, chê y màn hình hiện lên dấu chấm than màu đỏ, tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương từ chối nhận. Sau khi báo cáo công việc với thời yến xong xuôi, Khâu Phúc nhanh chóng quay về phòng tài vụ ở tầng 8, Trịnh thư ý vẫn đang đợi ông ta. Cô lặng lặng ngồi đó, cầm một ly cà phê nóng trong tay, khâu phúc nhìn cô từ xa vài lần, trong lòng thầm cân nhắc tình hình trước mắt. Thật ra khâu phúc là kiểu người gió thổi chiều nào theo chiều nấy điển hình trong công ty, ngoại trừ làm tốt công việc của bản thân ra, ông ta cũng rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt của sếp mà làm việc. Ví dụ như khi ông ta cảm nhận được thời yến có ác cảm đối với tần nhạc chi trong việc tư, ông liền ra tay ngay lập tức, không để tần nhạc chi xuất hiện thêm lần nào nữa, trải qua chút chuyện nhỏ của ngày hôm nay, ông cũng nhận ra có lẽ giữa thời Yến và Trịnh Thư Ý đã xảy ra một vài chuyện không vui, tuy nhiên ông vẫn không thể xác định được đây là chuyện giận dỗi giữa những cặp đôi yêu nhau hay là chuyện gì khác. Và lại, ông từng hợp tác với Trịnh Thư Ý nhiều lần, chính bản thân ông cũng rất thích thái độ làm việc của cô gái nhỏ này, thế nên hôm nay ông vẫn khách sáo tiếp đãi cô, chỉ là bầu không khí khó tránh khỏi nghiêm túc hơn bình thường, ông chưa từng lạc đề giữa chừng, khiến Trịnh Thư Ý phải theo sát suy nghĩ của ông trong suốt quá trình phỏng vấn, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, sau khi buổi phỏng vấn kéo dài gần 2, 3 tiếng kết thúc, dường như Trịnh Thư Ý đã bị bao vây trong bầu không khí nghiêm túc này vì thế khi rời khỏi minh dự vân sang sắc mặt cô vẫn không lộ ra một chút bất thường nào đến khi lên taxi cô cũng không thèm nghỉ ngơi lập tức đeo tai nghe vào nghe lại đoạn ghi âm lúc nãy của khâu phúc tuy nhiên tất nhược san lại gọi điện đến ngay vào lúc này chị gái à bộ mày bị cắt mạng rồi hả tất nhược san vừa tan tầm nên giọng điệu khá thong thả hay là do tình cảm giữa đôi ta đã tan vỡ sao tin nhắn tao gửi cho mày từ hôm trước mà mày vẫn chưa trả lời lại hả trịnh thư ý ngớ ra một hồi à chắc tao quên ấy được tao chấp nhận lý do này của mày tin nhắn sáng nay cũng chưa trả lời cái này thì mày giải thích thế nào trong lòng mày tao không có địa vị nào hết hả trịnh thư ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ dường như cô đã cách biệt khỏi thế giới này dù bạn mình đang diếu rít trong điện thoại cô vẫn có thể đắm chìm vào sự trầm mặc của bản thân vì thế dù không thấy mặt nhau nhưng tất nhược san vẫn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi cảm xúc của trịnh thư ý cô ấy lập tức thu lại dáng vẻ cà rỡn kia hỏi mày sao thế dạo này bận lắm hả tất nhược san đã chủ động mở miệng tâm sự thế nhưng cảm xúc của trịnh thư ý bị đèn nén ở trong lòng suốt mấy ngày qua nó đã lắng lại thành bùn cát không giống như chuyện vừa xảy ra mà có thể tuôn ra như thác đổ chỉ kể lại chuyện đã qua mà như khiến trịnh thư ý phải trải qua những cảm xúc này thêm một lần nữa đặc biệt là khi kể lại chuyện mới xảy ra ban nãy cô ngập ngừng, tựa như đột nhiên mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ, không biết phải dùng từ gì để diễn tả mấy phút chuyển ngoạc ấy. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt vờ như không thấy kia của thời yến, trịnh thư ý liền có cảm giác cổ họng mình như bị người ta siết chặt. Yên lặng nghe cô kể hết mọi chuyện, tất nhược san thở dài một hơi. Sao lại thế? Sao mày không nói sớm? tao cũng không biết phải làm sao bây giờ tao cũng không thể giả bộ đồng cảm rồi an ủi mày tao chỉ biết nói chuyện đã thành thế này ây đúng vậy chuyện đã thành thế này cổ họng trịnh thư ý như chứa cắt hoàn toàn không phải là giọng điệu bình thường của cô anh ấy là người kiêu ngạo thế nào là người ngậm thìa vàng sinh ra sao lại gặp phải người như tao chứ bây giờ chắc anh ấy rất hận tao hận tao muốn chết rồi quả thật tất nhược san không biết phải nói gì chỉ đành thốt lên một câu an ủi vô dụng có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi bết bát như mày nghĩ đâu mày có biết không anh ấy đã gọi cháu gái mình về rồi không cho con bé ở gần tao nữa chính là vì không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới tao đó tất nhược san thôi mày đừng buồn có lẽ mày với anh ấy gặp nhau sẽ dễ nói chuyện hơn lâu đinh tao làm gì còn mặt mũi nào mà đi gặp anh ấy trịnh thư ý nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ im lặng một hồi lâu cố gắng nói ra tao vừa nhớ đến ánh mắt vờ như không thấy tao của anh ấy ngày hôm nay là tao là tao khó chịu lắm lần này ngay cả tất nhược san cũng trở nên im lặng nghe trịnh thư ý nói nhiều như thế cô ấy cũng xem như đã rõ trịnh thư ý thích thời yến rất rất thích thời yến cho nên cô mới thấy buồn như thế nhưng trước thái độ dứt khoát của thời yến tất nhược san không thể nào nói thẳng chuyện này được vì cô ấy rõ ràng hơn ai hết nếu để trịnh thư ý biết người mình thích ghét mình sẽ càng đẩy cô ấy vào vũng bùn sâu hơn không sao hết chỉ là một tên đàn ông thôi mà dù sao thì mày cũng đã đạt được mục đích rồi ngẫm lại nhạc tinh châu và ả à tần gì đó hai người đó bây giờ mới khốn đốn kìa đoán chừng bọn họ ăn không ngon ngủ không yên ấy chứ tất nhược san nói đừng nghĩ nữa mày về nhà tắm rửa sạch sẽ đặt một phần tôm xem chương trình giải trí ngủ một giấc là ổn rồi trịnh thư ý ừ một tiếng cúp điện thoại taxi đã chạy đến dưới lầu công ty cô vào những lúc thế này cô không thể chạy thẳng về nhà cô không muốn một mình ở trong căn phòng vắng lặng sự cô đơn sẽ làm phóng đại mọi cảm xúc bản thân cô đã tự trải nghiệm tình huống này cách đây mấy ngày tuy là cuối tuần nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều người tăng ca vì thế khi mọi người nhìn thấy trịnh thư ý quay về cũng không suy nghĩ gì nhiều có vài cô gái đang ngồi cùng nhau ăn bánh ngọt trịnh thư ý bình tĩnh gọi một phần sau đó quay lại bàn làm việc mở máy tính lên vừa lên mạng chê y màn hình lập tức xuất hiện một email mới nhìn thấy người gửi mail trịnh thư ý vội vàng tập trung tinh thần thoát khỏi trạng thái thả hồn theo gió email này có thể nói là tin tốt duy nhất trong mấy ngày gần đây bắt đầu từ năm ngoái trịnh thư ý luôn tìm cách liên lạc với một nhà tài chính ở Mỹ, ông có ba cuốn sách kinh điển nổi tiếng thế giới, là một người đức cao vọng trọng trong giới, cũng là giáo sư trong biên chế của Đại học Hát, cũng chính vì nguyên nhân đó nên việc mời ông phỏng vấn khó như lên trời vậy. Trong nửa năm nay, Trịnh Thư Ý đã gửi cho ông tổng cộng 17 email, mỗi một lần đều có nội dung khác nhau, năn nỉ rồi lại năn nỉ, vào tháng trước, khi gửi email thứ 17 đi, Trịnh Thư Ý đã không còn chút hy vọng nào nữa không ngờ khi cô chuẩn bị tinh thần từ bỏ, bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh mặt trời, niềm vui bất ngờ ập đến, trịnh thư ý cứ sợ mình nhìn nhầm, đọc đi đọc lại nội dung email đối phương gửi đến, cuối cùng, cô gần như run rẩy viết mail trả lời lại, nhưng khi cơn vui mừng qua đi, nhìn lên màn hình vi tính, trong lòng cô lại bắt đầu trở nên trống trải, trịnh thư ý luôn cảm thấy mình là người rất có nghị lực từ lúc đi học, dù là đông hay hè, 4 năm như một cô vẫn kiên trì đọc đọc sách buổi sáng, đến khi đi làm, cô luôn luôn cố gắng giành lấy cơ hội cho bản thân, sau này gặp thời Yến, dù anh hờ hững lạnh nhạt ra sao, cô vẫn luôn tạo cơ hội giống như loài rán đập hoài không chết, nhưng bây giờ cô lại bị một cảm giác áp lực không tên đè nặng trong lòng, có lẽ là do ánh mắt kia của thời Yến, có lẽ là do chuyện anh chặn WeChat của cô, trịnh thư ý cảm giác bây giờ mình có muốn làm gì cũng không được, đến khi dáng chiều ở chân trời dần dần bị màn đêm xâm chiếm cuối cùng trịnh thư ý cũng di chuyển con chuột nhập tài khoản của thời yến vào cột người gửi email cô muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng có lẽ cô cũng đã bị anh chặn giống như chê y wechat một email khoảng mười mấy chữ nhưng trịnh thư ý phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới viết xong ngay khoảnh khắc bấm nút gửi đi cô nghĩ cuối cùng cô cũng đã nói nên câu xin lỗi vẫn luôn thiếu anh có lẽ đã chút được gánh nặng nhưng không hiểu vì sao mà cô lại thấy lòng nghèn nghèn Ngẹn, cô hít sâu vài hơi, sau đó cầm ly đứng dậy. Nhưng chưa kịp đi đến phòng trà nước, cô với mới đến. Ngã rẽ đã bị hứa Vũ Linh đang vội vã bước đến đâm sầm vào mình, cả người trịnh thư ý loạn choạng ngã xuống đất, góc bàn sượt qua mờ u bàn tay của cô, kéo rách một miếng ra trịnh thư ý vịn bàn nhìn chằm chằm vết chảy che y tay hứa vũ linh đỡ cô dậy cô không sao chứ vừa dứt lời hứa vũ linh liền nhìn thấy giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ gương mặt trịnh thư ý này không phải chứ sao cô lại khóc thế hứa vũ linh sợ ngây người đối mặt với những ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh cô ta gấp đến độ xoay mỏng mỏng tôi chỉ bất cần va vào cô thôi mà tôi đâu có cố ý trịnh thư ý đưa tay xoa mặt nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt liên tục rơi xuống trịnh thư ý cô 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 hứa vũ linh không biết phải nói gì cô ta phải phục sát đất vì diễn xuất đạt giải oscar của cô cô có cần thiết phải thế không hả diễn kịch cũng không diễn giống như cô đâu sau đó cô ta vội vàng giải thích với đồng nghiệp tôi tôi chỉ va nhẹ vào cô ta thôi lời của hứa vũ linh dường như chẳng có tác dụng gì trịnh thư ý chẳng thèm lau nước mắt cô ngồi xổm đưa tay bụng mặt lại chôn mặt vào đầu gối mặc cho nước mắt từ kẽ tay rơi xuống váy cô là đồ nhát gan đồ nhu nhược cô chỉ biết khư khư bảo vệ bản thân cô sợ ánh mắt mang đến cảm giác cả trái tim bị khoét mất giống như ánh mắt ấy của thời yến cô không muốn lại trải qua cảm giác đó một lần nào nữa cùng lúc đó đêm tiệc từ thiện thường niên của tài chính em đã được mở màn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn ngàn cái tên nổi tiếng trong giới chê y toàn thế giới tề tụ về đây cả căn phòng rực rỡ ánh đèn người người quần là áo lượt trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ nâng ly cạn chén với nhau khóe mắt thời yến lại chợt lướt qua một bóng người khi mọi sự chú ý của tất mọi người đều tập trung lên người thời yến ánh mắt anh lại khóa chặt và di chuyển theo bóng lưng mảnh mai của cô gái ấy cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt phối với váy bút chỉ màu trắng mái tóc dài buông xõa bên vai Cô cầm ly rượu đế cao, đi đến bên cạnh tháp rượu xâm panh, nhấp một ngụm rượu, động tác nhỏ này lại bị quan tế phát hiện, anh ta nhìn theo ánh mắt thời yến, sau khi xác nhận thì cất giọng trêu chọc, sao, có ý với người ta hả? Cô ấy là Trader sao của em, Fiona, để tôi giới thiệu hai người với nhau nhé. Sao Trader, chê y thị trường tài chính, Trader là một cá nhân thực hiện các giao dịch mua, bán các sản phẩm tài chính như các cặp tiền tệ, chê y thị trường Forex, các loại chứng khoán, chỉ số, vàng, bạc, cryptocurrency VV, với danh nghĩa bản thân hoặc đại diện cho tổ chức cá nhân khác. fxnews.xnis.com không cần thời yến thu hồi tầm mắt nhìn về khu nghỉ ngơi đằng trước nói với quan tế tôi qua đó tìm chú quan lúc cất bước sang đó anh đưa tay nới lỏng cà vạt hàng chân mày nhíu chặt bước chân nhanh hơn giống như muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này cái cô gái trịnh thư ý này mấy ngày trước chưa gặp mặt thì anh vẫn còn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh cố gắng kiềm chế cảm xúc ở trong lòng nhưng hôm nay khi cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh những cơn sóng ngầm như cuồn cuộn ập tới gần như nhấn chìm lý trí của anh mà giờ phút này chỉ nhìn thấy một cô gái có bóng lưng giống cô thôi mà thời yến đã bồn chồn không yên suốt đêm tiệc từ thiện sau đó trong lòng thời yến như có một cây gai muốn nhổ nhưng lại không tìm được chỗ để nhổ đêm khuya tại bác cảng vân loan ánh đèn trong bầu trời đêm như những hạt đậu nhỏ ở bên ngoài cửa sổ dọc theo cây cầu giang thành nối lại thành một chuỗi hạt trâu kéo dài không dứt thời yến cầm ly rượu rỗng trong tay chê y người nồng nặc mùi rượu mặc gió thổi cũng không sao tan hết nhưng gương mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước sau như một hai ngọn đèn treo chê y đỉnh đầu nhẹ nhàng lắc lư theo gió khiến ánh đèn hắt vào ly rượu nếu không để ý có thể nhìn ra thành một đôi mắt đang cong cong biết cười có lẽ là do hơi cồn cảnh tượng trước mắt thời yến có hơi mơ màng anh lấy điện thoại ra kéo trịnh thư ý ra khỏi danh sách chặn lịch sử trò chuyện lúc trước vẫn còn đang ở đó anh xem lại từng tin nhắn nội dung trò chuyện cũng không nhiều anh lại xem mất một tiếng đồng hồ giống như đang tìm kiếm cái gì đó chờ sau khi anh xem hết toàn bộ tin nhắn cũ trong men say cuối cùng anh cũng nhận ra một điều rằng anh đang tìm xem trịnh thư ý có từng để lộ chút thật lòng với anh hay không dù chỉ là một chút thôi trong cơn say anh đã nghĩ đến chỉ cần có một chút thôi anh có thể giả vờ như cái gì cũng không biết nhưng chê y màn hình chỉ toàn là những lời dỗ ngọt của cô bây giờ đọc lại giống như đang xem chuyện cười vậy thời yến đặt điện thoại xuống đưa tay hất đổ chai rượu vô tội ở chê y bàn sau khi trưởng thành anh luôn cẩn thận bước từng bước rất ít khi có những hành động phát tiết thế này nhưng bây giờ ngoại trừ phát tiết vô cớ ra thì dường như anh chẳng tìm được cách giải quyết nào khác mảnh thủy tinh văng tư tung tiếng vang lanh lành cứ vang vọng trong căn phòng vắng lặng, trịnh thư ý lại im lặng quay về danh sách bị chặn của thời yến, lúc mở mắt ra, ánh sáng vàng óng ảnh của buổi bình minh trang trí cây cầu giang thành càng thêm lấp lánh, điện thoại vang lên tiếng chuông báo có email quan trọng từ nước ngoài gửi đến, thời yến liếc mắt nhìn sang, ánh mắt khẽ lóe sáng, trong hộp thư đến, có một email do trịnh thư ý gửi, không có quy tắc gửi mail cơ bản không có lời chào mở đầu chỉ có một đoạn nội dung ngắn ngủi xin lỗi anh em không có gì để giải thích cũng không dám đòi hỏi anh tha thứ hy vọng sau này anh sẽ không gặp người nào như em chúc anh luôn mạnh khỏe cảm xúc vốn dĩ đã trở nên êm dịu lại bị email này đập nát thời yến đọc đi đọc lại mấy dòng tin ngắn ngủi này bất chợt nở nụ cười tự diễu mấy cái gọi là hồn nhiên đáng yêu kia chẳng qua chỉ là do cô muốn đạt được mục đích nên mới diễn mà thôi thôi, là một phóng viên kinh tế tài chính, đây mới là giọng điệu chân thật của cô, dỗ dành ngon ngọt chỉ là chơi chiêu mà thôi, nếu thật sự thích sẽ không giấu được sự vụng về, thời Yến nghĩ, nếu anh nhận ra chuyện này từ sớm thì sẽ không khiến bản thân lưu lạc đến bước này, nhưng dù là vậy, trong đầu thời Yến vẫn hiện lên hình ảnh cô rưng rưng nước mắt, nắm chặt góc áo của anh, mặc dù lý trí mách bảo anh rằng, sẽ không có chuyện cô rơi nước mắt, nhưng men rượu luôn có tác dụng gây tê liệt thời Yến lại kéo Trịnh Thư Ý ra khỏi danh sách bị chặn, sau đó gõ một dòng tin nhắn, thế em đã từng có một chút thực lòng nào không, nhìn chầm chầm ảnh đại diện của cô một lúc, thời Yến thở dài một hơi, bấm nút gửi đi, một giây sau, giao diện hiện lên thông báo, bạn không phải là bạn bè của cô ấy, mời bạn gửi lời mời kết bạn, trong 27 năm cuộc đời của thời Yến, ở trốn không người, lần đầu tiên anh tức đến mức muốn chửi bậy.